Bản tin trưa gồm những sự kiện sau. Hoa Kỳ vẫn không cho phép Ukraine tấn công Nga bằng hỏa tiễn tầm xa. Tổng thống Zelensky thông báo 49 tù binh Ukraine đã được trả về Kyiv. Thủ tướng Anh Stammer đáp trả lời đe dọa của Tổng thống Putin. Nga trục xuất 6 nhà ngoại giao Anh bị cáo buộc làm gián điệp. Tòa phúc thẩm bác hai kháng cáo của ông Trump trong vụ kiện ở New York. Các nhà báo Hồng Kông bị quấy rối, có hệ thống và có tổ chức. Phi trường Tân Hải Thiên Tân bất ngờ hủy hàng loạt chuyến bay. Trung Âu chuẩn bị ứng phó lũ lớn nhất trong hàng chục năm qua. Tất cả đều có trong bản tin trưa nay. Yên Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh Sống với Dây Tinh Hoa thứ Bảy ngày 14 tháng 9. Kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần an lành và ấm áp. Ngay sau đây là bản tin trong ngày. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, tòa Bạch Ốc cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục không thay đổi chính sách về việc Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông John Kirby, điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia về truyền thông chiến lược tại tòa Bạch Ốc cho biết, không có thay đổi nào trong quan điểm của chúng tôi về việc cung cấp khả năng tấn công tầm xa để Ukraine sử dụng bên trong nước Nga. Tôi không mong đợi bất kỳ thông báo quan trọng nào về vấn đề đó. Như vậy, có thể hiểu, Ukraine không nên mong đợi sẽ có thông báo quan trọng về vấn đề này trong cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Washington. Ngoài ra, quan chức tòa Bạch Ốc tuyên bố rằng Hoa Kỳ nghiêm túc về lời đe dọa của lãnh đạo Điện Kremlin khi ông cho rằng nếu Ukraine phóng hỏa tiện tầm xa do phương Tây sản xuất vào Nga, ông sẽ coi phương Tây là bên trực tiếp tham gia vào cuộc chiến đây không phải là phát biểu mới nhất mà chúng ta từng nghe từ putin ông kirby nói và cho biết thêm hoa kỳ đang xem xét nghiêm túc những bình luận đó trước đó ông putin cho rằng nếu quyết định này được đưa ra nó sẽ không có ý nghĩa gì khác ngoài sự tham gia trực tiếp của các nước nato hoa kỳ và các nước châu âu vào cuộc chiến ở ukraine lãnh đạo của điện kremlin tin rằng quân đội ukraine không thể tấn công nga bằng các hệ thống vũ khí chính xác tầm xa hiện đại do phương tây sản xuất ông cho biết nếu phương tây giúp ukraine tấn công sâu vào nga bản chất của cuộc xung đột sẽ thay đổi và điện kremlin sẽ đưa ra quyết định phù hợp dựa trên các mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt trên mặt trận kursk ngụ giác đài báo cáo cho biết quân đội nga đã tiến hành một cuộc phản công nhưng hành động của họ là không đáng kể trong khi đó tổng thống ukraine zelensky cho rằng tình hình ở khu vực kursk đang phát triển theo kịch bản của ukraine Trang Forbes đưa tin trước đó vào hôm thứ Năm ngày 12 tháng 9, lực lượng vũ trang Ukraine đã xuyên thủng hàng phòng ngự của Nga, cách Kursk Book 20 dặm. Các nhà phân tích không loại trừ động lực này là lực lượng trinh sát trước các cuộc tấn công tiếp theo trong khuôn khổ chiến dịch Kursk. Bản tin của đài Forbes viết, quân đội Ukraine đã thực hiện một cuộc diễn tập theo sách giáo khoa, sử dụng đặc nhiệm và phương tiện kỹ thuật để vượt qua các công sự và phá vỡ tuyến phòng thủ của Nga ở phía nam ngôi làng Novi nằm cách Kursk Book 20 dặm. Trong khi một dây vi trinh sát quan sát từ trên cao, thì một chiếc chiến xa IMR-2 cũ của Liên Xô được trang bị máy cày mìn đã lao qua một bờ kè, xuyên qua một rãnh, qua một bờ kè thứ hai rồi xuyên qua một loạt rào chắn bể bê tông. Sau bước đột phá ban đầu, chiến xa IMR-2 tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga, nhưng cuối cùng lại gặp phải mìn. Các tuyên bố của Điện Kremlin sau đó cho biết quân đội nga đang ngăn chặn được bước tiến của lực lượng vũ trang Ukraine. Các nhà quan sát dự đoán bước đột phá này là lực lượng trinh sát thực hiện thăm dò trước các cuộc tấn công tiếp theo trong khuôn khổ chiến dịch Kursk nhằm hỗ trợ cho chiến dịch Kursk gần đó. Trong chiều ngược lại, các trang blogger quân sự trên internet cho thấy quân đội công Putin đang đốt phá các khu dân cư ở vùng Kursk. Những tin tức tuyên bố quân đội nga đang pháo kích mạnh mẽ vào các khu dân cư của chính mình. Vào ngày 13 tháng 9, lực lượng vũ trang Ukraine đã ghi lại quá trình các cuộc pháo kích liên tục của quân đội Nga ở khu vực Kursk, nhắm vào các mục tiêu dân sự, đồng thời tuyên bố, người Nga đang đốt nhà của người Nga. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm thứ Sáu tuyên bố, 49 tù binh chiến tranh Ukraine đã được trao trả từ Nga. Khi trang AFP giám sát nhóm tù binh này cho biết, họ được chào đón tại biên giới Belarus Ông Zelensky không nói rõ liệu đây có phải là một phần của cuộc trao đổi với Nga hay không. Nhưng như thường lệ, các nhà báo AFP đã ghi lại cảnh các tù nhân chiến tranh bị đưa lên xe buýt gần biên giới. Đây sẽ là cuộc trao đổi thứ hai giữa hai quốc gia đang có chiến tranh kể từ khi Kyiv bất ngờ tấn công vào khu vực Kursk. Ông Zelensky cho biết trong số những người trở về cũng có thường dân, bao gồm một cô gái bị bắt làm con tin khi cô đến chăm sóc người cha bị bệnh của mình. Ông cho biết cuộc trao đổi cũng bao gồm các chiến binh từ trận chiến Azovstan năm 2022 ở Mariupol cũng như binh lính, lính biên phòng và cảnh sát. Đài AFP đã trò chuyện với hai người phụ nữ ngoài 20 tuổi, quấn cờ Ukraine và nhận hoa, cho biết họ từng ở nhà máy Azovstan và sau đó đã đầu hàng người Nga sau cuộc bao vây năm 2022. Tamara Miroshnikova, 28 tuổi, chỉ huy một xe vũ trang của vệ binh quốc gia Ukraine cho biết: "Cuối cùng tôi cũng được về nhà. Tôi không thể tin được Chính phủ Ukraine bày tỏ lòng biết ơn tới các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vì đã hỗ trợ tổ chức trao đổi, tất cả những người được thả sẽ trải qua cuộc kiểm tra y tế và nhận được sự hỗ trợ cần thiết về thể chất và tâm lý, cũng như tất cả các khoản thanh toán cần thiết trong thời gian bị giam giữ. Thưa quý vị, Thủ tướng Anh Keir Starmer trên đường tới Washington gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tuyên bố nhằm giải thích cho quyết định của phương Tây cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng hỏa tiễn Storm Shadow như sau ông putin đã bắt đầu cuộc chiến chống lại ukraine và ông ta có thể kết thúc nó bất cứ lúc nào trước đó tổng thống putin từng tuyên bố bất kỳ hành động sử dụng hỏa tiễn tầm xa nào của anh trên lãnh thổ nga sẽ dẫn đến cuộc đối đầu giữa nato và nga đáp lại những lời đe dọa của ông putin thủ tướng anh stammer nói với các phóng viên nga đã bắt đầu cuộc xung đột này nga đã xâm chiếm ukraine một cách bất hợp pháp nga có thể chấm dứt cuộc xung đột này ngay lập tức ukraine có quyền tự vệ ông nói thêm rằng anh đã cung cấp sự huấn luyện và khả năng để giúp Ukraine đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga. Đồng thời nói thêm, ông đến thăm tổng thống Hoa Kỳ một phần vì rõ ràng cần phải thảo luận nhiều hơn về bản chất của những khả năng đó. Trước đó, tờ Guardian đưa tin, Hoa Kỳ và Anh cùng các đồng minh khác đã đồng ý cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga bằng hỏa tiễn Storm Shadow tầm bắn tối thiểu 300 km. Kết quả của những tính toán này là yêu cầu từ lâu của chính quyền Kyiv. Theo trang tin Bloomberg, chính phủ Hoa Kỳ và Anh hiện vẫn tiếp tục thảo luận về việc cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga và vẫn chưa ra quyết định nào mạnh mẽ để chấm dứt những đồn đoán trước đó. Thưa quý vị, Nga vừa tuyên bố trục xuất 6 nhà ngoại giao của Vương quốc Anh sau những cáo buộc hoạt động gián điệp. Cơ quan an ninh liên bang FSB của Tổng thống Vladimir Putin xác nhận đã đưa ra quyết định thu hồi ngay lập tức sự công nhận của họ để đáp trả nhiều động thái không thân thiện từ London một báo cáo trên đài truyền hình nhà nước nga cho thấy một quan chức fsb giải thích động thái này là do có tài liệu chứng minh các nhà ngoại giao anh được một bộ phận của bộ ngoại giao anh cử đến nga fsb cáo buộc các nhà ngoại giao không rõ danh tính này đã tham gia vào hoạt động thu thập thông tin tình báo và hoạt động phá hoại nhằm làm suy yếu nhà nước nga vương quốc anh cùng với các đồng minh nato đã đóng vai trò hàng đầu trong việc cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho ukraine Thủ tướng Anh Keir Starmer trả lời các câu hỏi về vấn đề này trên đường đến thăm Tổng thống Joe Biden tại Washington cho rằng, kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Anh quốc đã cam kết hỗ trợ gần 12,7 tỷ bản Anh cho Ukraine, trong đó 7,6 tỷ bản Anh là hỗ trợ quân sự và 5 tỷ bản Anh là hỗ trợ phi quân sự. Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tập trung vào yêu cầu của Ukraine về việc sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp chống lại các mục tiêu bên trong nước Nga. Ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ viên Phạm Dương. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump đã gặp phải nhiều trở ngại vào ngày 12 tháng 9 khi ông đang cố gắng kháng cáo các phán quyết liên quan tới vụ án hình sự tại New York. Tòa án tối cao của tiểu bang đã bác bỏ đơn kháng cáo của ông về lệnh cấm phát biểu của thẩm phán tòa án tối cao New York là John Merchant. Một lệnh ngắn gọn của tòa phúc thẩm New York đã được ban hành vào buổi sáng và nêu rõ rằng không có vấn đề hiến pháp quan trọng nào liên quan trực tiếp. Vài giờ sau, Tòa phúc thẩm của Hoa Kỳ tại quận 2 đã bác bỏ yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp của ông Trump trong một nỗ lực chuyển vụ án lên tòa án liên bang. Thẩm phán của liên bang là Alvin Hellerstein đã bác bỏ yêu cầu đó và ông Trump sau đó đã yêu cầu Tòa phúc thẩm liên bang vòng 2 dừng yêu cầu phủ nhận của Hellerstein. Ông Trump đã lập luận rằng, phán quyết của tòa án tối cao trong vụ Trump kiện Hoa Kỳ, trong đó nêu rõ Tổng thống được hưởng một số mức độ miễn trừ nhất định khỏi bị truy tố hình sự và hành vi của Merchant đã đặt ra những câu hỏi liên bang cần được giải quyết tại tòa án liên bang. Ông cũng chế diễu lệnh cấm phát biểu của Merchant là hành vi vi hiến, xâm phạm quyền tự do ngôn luận. Các lệnh này được ban hành hai ngày sau cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Kamala Harris, trong đó ông cáo buộc rằng hệ thống tư pháp đã bị lợi dụng để chống lại ông. Thưa quý vị, các nhà báo từ hơn 10 cơ quan truyền thông tại Hồng Kông đã bị quấy rối và nhắm mục tiêu trong những gì mà Hiệp hội Nhà báo lớn nhất thành phố cho biết là một cuộc tấn công có hệ thống và có tổ chức trong những tháng gần đây. Hiệp hội Nhà báo Hồng Kông, viết tắt là HKGA, đã cho biết hành vi quấy rối bao gồm đe dọa giết người, gửi thư khiếu nại, mang tính đe dọa và phỉ báng tới gia đình phóng viên cũng như người sử dụng lao động, cùng với chủ nhà và hàng xóm. Selina Cheng, chủ tịch của HKGA, đã phát biểu tại một cuộc họp báo vào hôm thứ Sáu rằng Hiệp hội đã quan sát thấy một làn sóng quấy rối nghiêm trọng, bao gồm các email và thư được gửi đến nơi làm việc, tài khoản mạng xã hội và cả địa chỉ nhà riêng. Selina Cheng cho biết kiểu đe dọa và quấy rối này bao gồm việc chia sẻ nội dung sai lệch và phỉ báng cùng với các lời đe dọa giết người gây tổn hại đến quyền tự do báo chí ở Hồng Kông và chúng ta không nên dung thứ cho điều đó. Nhân viên từ ít nhất 15 cơ quan quốc tế và địa phương, bao gồm Hồng Kông Free Press, In Media và HK Feature, đã bị nhắm mục tiêu cùng với các thành viên của Ủy ban điều hành HKGA và các tổ chức giáo dục báo chí. Selina Cheng cho biết có vẻ như hành vi quấy rối này nhắm vào các nhà báo như một cộng đồng chứ không phải là những cá nhân cụ thể. Kể từ khi chính quyền đàn áp phong trào dân chủ của Hồng Kông và ban hành luật an ninh quốc gia phương tiện truyền thông từng tự do của thành phố này ngày càng bị hạn chế. Các nhà báo và biên tập viên đã bị truy tố và các phóng viên nước ngoài bị từ chối cấp thị thực. Thưa quý vị, vào tối ngày 11 tháng 9, một lượng lớn chuyến bay tại phi trường quốc tế Tân Hải Thiên Tân của Trung Quốc bất ngờ bị hủy, hoãn hoặc chuyển hướng để đến các phi trường ở Bắc Kinh, Sơn Đông, Hà Bắc và các nơi khác, ảnh hưởng tới hơn 3.000 hành khách. Giới chức khẳng định vụ việc là do ảnh hưởng của UAV cảm tử, nhưng tuyên bố này thường bị cư dân mạng đại lục nghi ngờ. Theo nhiều video trên nền tảng mạng xã so hội X và Giant World, nền tảng âm thanh, video, đồ họa và văn bản đa ngôn ngữ, khoảng 7 giờ tối ngày 11 tháng 9, một sự việc không rõ nguyên nhân đã bất ngờ xảy ra tại phi trường quốc tế Tân Hải Thiên Tân, khiến hàng loạt các chuyến bay bị hủy hoãn, thậm chí làm tê liệt toàn bộ phi trường nhiều cư dân mạng đã chụp được cảnh các UAV đã xuất hiện trên phi trường Tân Hải Thiên Tân. Đến khoảng 6 giờ sáng ngày 12 tháng 9, phi trường này mới hoạt động trở lại bình thường. Hình ảnh được cư dân mạng chụp lại ở Yên Giao, Lang Phường, tỉnh Hà Bắc đã cho thấy các vật thể phát sáng đang nhảy lên và nhấp nháy như những quả câu lửa, có khi đứng yên, có khi đang bay. Phi trường này cho biết họ đã ngay lập tức đưa ra phản ứng cấp độ vàng đối với kế hoạch ứng phó khẩn cấp chung trước sự chậm trễ các chuyến bay trên quy mô lớn. Vào lúc 21 giờ 35 phút tối ngày 11 tháng 9, phi trường đã khẩn trương triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp chung đối với tình trạng chậm chế bay trên quy mô lớn. Mức ứng phó được đặt thành màu vàng. Theo thống kê, tính đến 23 giờ vào ngày 11 tháng 9, có 29 chuyến bay đã bị hoãn, 8 chuyến bị hủy, 32 chuyến buộc phải chuyển hướng sang các phi trường khác, ảnh hưởng đến hành trình của khoảng 3.000 hành khách. Thưa quý vị. Các nước Trung Âu đang triển khai các biện pháp phòng lụt để chuẩn bị cho một trận lũ được dự đoán là tồi tệ nhất trong nhiều năm qua do bão có tên là Boris. Cơ quan dự báo khí tượng của Cộng hòa Czech, Ba Lan đã thông báo một số vùng có thể ghi nhận lượng mưa 400 mm trong 4 ngày tới do bão Boris gây ra, trong khi đó, Áo, Slovakia đã dự kiến hứng lượng mưa tới 200 mm. Hàng loạt sự kiện văn hóa lên lịch vào cuối tuần đã bị hủy tại bốn quốc gia này. Ba Lan đã cảnh báo nguy cơ lụt cục bộ do mưa lớn từ ngày hôm nay cho đến ngày 15 tháng 9. Miền Nam của đất nước sẽ dự kiến ảnh hưởng nặng. Các thành phố như Wrocław và Opol, nơi sông Oder chảy qua, đang trong tình trạng báo động cao. Giới chức của Wrocław đã thành lập Ủy ban xử lý khủng hoảng, xả lũ tại các hồ chứa với công suất tối đa lính cứu hỏa trong thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng các thiết bị bơm công suất lớn. Bộ trưởng môi trường của Cộng hòa Czech là Petr Hladik đã cảnh báo trận lụt sắp tới có thể nghiêm trọng tương tự như năm 1997 và năm 2002. Lũ lụt năm 1997 đã tấn công vào khu vực Moravia ở phía đông của Cộng hòa Czech, khiến 50 người đã thiệt mạng, gây thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Slovakia đã cảnh báo lượng mưa có thể còn lớn hơn trận lũ năm 2013, vốn được coi là một sự kiện nghìn năm có một. Quân đội và cơ quan cứu hỏa được đặt trong tình trạng báo động. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng các đập di động dài từ 5 đến 6 km. Andrian Mifkovic, chỉ huy cứu hỏa của Slovakia đã thông báo cho biết. Cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin trên đây đến đây sẽ được phép tạm dừng. Y Ngọc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.